chào tất cả anh em, rất lâu rồi mình mới có được trở lại trên tay mô hình. Và sau một thời gian vắng bóng thì hiện tại trên màn của mình đây, mình đã có một mô hình vẫn rất là sexy, rất là quyến rũ. Tên của em này là Mataro Lilith. Và tên của nó chính là tất cả những gì thông tin mà mình có thể biết được. Thôi bỏ qua phần thông tin thì chúng ta sẽ trở lại với mô hình luôn. Đây, như thường lệ chúng ta sẽ có một cái đế. Cái đế này nó được lót một cái lớp mình gọi là lớp lông đi nhỉ, màu trắng rất mịn mà. Ok, mình bóc nó ra đây và sẽ giới thiệu cho anh em từng bộ phận một của em nó nhá. Đầu tiên ở đây mình đang có hai khuôn mặt để anh em có thể thay thế. Đấy, khuôn mặt nhìn đúng là rất đảm đang không giấu luôn. Ok, và ngay sau đó ngoài hai khuôn mặt này ra chúng ta có những hai bộ ngực anh em ạ. Và cái bộ ngực của mình đây nó có hai bộ ngực. Vì sao có hai bộ ngực thì nó có một loại là loại ngực cứng và một loại ngực mềm anh em ạ. Ngực cứng làm nhựa PVC, ngực mềm thì làm bằng silicone. Ok, sở hữu anh mô hình này là anh em có thể sở hữu cả hai phiên bản, cả ngực cứng và ngực mềm trong một mô hình luôn. Đây là cái thân dưới của em nó nhá. Trước khi đến cái thân dưới thì thôi mình cứ đến từ trên xuống dưới đã chứ nhờ. Mình đến với khuôn mặt nhá. Đây, hai cái tay này. Ok. Thì trong quá trình vận chuyển ấy, em mô hình này các linh kiện của nó sẽ được tháo ra về anh em có thể lắp lại, rất đơn giản thôi. Để chắc chắn hơn thì anh em có thể dùng keo cố định nó lại luôn nếu mà để trưng bày một chỗ. Đây, đợi một chút mình sẽ lắp cái mặt của em nó cho anh em xem. Đấy, mà mình lắp mặt vào thì nó sẽ như thế này đây. Đấy, cái đầu này chỉ cần gắn vào cái thân, cái ngực của nó là xong thôi. Rất đơn giản đúng không? Đây, ngực đây. Ok. Còn vào một số lụ kiện nữa. Chưa hết đâu nhá. Em này thì đơn giản thì chúng ta có thể không mặc gì như hình. Còn nếu mà anh em thích kín nửa một chút, đây có một cái quần lót rất là mỏng manh và một cái chiếc áo ngực cũng mỏng manh không kém để cho anh em chơi kiểu nửa kín nở rất hấp dẫn. Và cuối cùng đó chính là đôi cánh của em nó. Đây, mình sẽ bóc ra cho anh em xem thôi. Đôi cánh thì mình có thể gắn vào lưng, không gắn thì cũng được. Đôi cánh nó bằng nhựa thôi. Ok, và đây đấy, khi mình gắn cánh thì nó như thế này này. Rồi, và đây không để anh em đợi lâu nữa, chúng ta đến chi tiết về sản phẩm mô hình này luôn nhá. Đây rồi anh em ạ. Khi mình lên hình đây, tất cả những phụ kiện kèm theo em này rất là nhiều. Đấy, đây là cái quần nó mỏng manh này và không hề kín đáo một tí nào. Đấy, anh em đóng vào như này là nó mặc được, nhưng mà thôi mình không mặc. Mình mặc mỗi cái áo ngực thôi, còn cái quần thì mình bỏ ra nhá. Ok, lại gần cho anh em xem này. Lại đóng đế vào, cái đế nhìn cũng ok, tương đối là chắc chắn. Đấy, nhìn mông, quả mông này. Ui, cái đằng sau đấy. Ui, chỗ này khả năng mình phải làm mờ đấy anh em ạ. Đấy, có lẽ là về mô hình thì mình cũng không cần phải nói nhiều, cho anh em xem thực tế nó là như vậy đấy. Và tất cả những gì có của mô hình đây, ok cho anh em xem. Đấy, quả mông này hấp dẫn quá. Ui, có mất. Mình còn hạn chế về quay ra đằng sau bởi vì những chi tiết nó làm hơi bị giống quá. Ăn quả gậy rồi ở YouTube thì không hay lắm. Ok, tất cả cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Đừng quên like, đăng ký kênh để ủng hộ mình ra những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên ấn đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận thông báo và theo dõi những video tiếp theo.